Chào anh Dạ. chị bạn nha, chào cả nhà. Chào anh. Thì nãy hai em nói nó rất là chính xác rồi. Việt Nam quan hệ là bình đẳng mà. Không quan hệ nước ngoài chống nước kia mà mình người Mỹ ta nhìn ta biết mà. Người Mỹ, người Nhật, người Anh, người Pháp, người Australia với người người Hàn Quốc, người Ấn Độ nó quan hệ Việt Nam ta nhìn thấy vấn đề người ta có quan hệ. Vấn đề như vậy. Mình quan hệ Trung Quốc cũng thường lớn với vàng bao năm, mà quan hệ với Mỹ cũng lớn với vàng cả trăm năm rồi, quan hệ với Hàn Quốc, Nhật Bản cũng lớn với vàng rồi. Người Nhật Bản nó thân mình lý do thấy Việt Nam mà không có hàn thù lâu mang cái chưa, người Nhật Bản nó Đúng quan rồi. hệ thân mình mấy chục năm nay chứ đâu có bây giờ như Mỹ mới quan hệ đâu. Xét thấy dân tộc Việt Nam mà không có thù hàn lâu, có tính nhân văn rất lớn. Như người người Hàn Quốc và người Nhật Bản nó quan hệ với Việt Nam trước cả Mỹ, cả Pháp, các nước đều. Người Nhật Bản người ta nhìn nhận rất là vấn đề rất là chính xác. Bên Việt Người Nhật Nam. Bản trước trước thì Pháp đại cả hai miền đi trước cơ quan. Người Đúng trước rồi. thì có quan hệ cả hai miền Nam Bắc chứ không có quan hệ một miền đâu, nhưng mà thống nhất đất nước cái là người ta quan hệ với Việt Nam luôn, cộng sản luôn. Em không hiểu làm Được. sao mà dạo này người Việt Bản nó qua Việt Nam mình để hợp tác lao động sao mà quá trời tăng cao lắm á ngang, người người Nhật á. Nhật ta sang Việt Nam nhiều chứ, người Nhật Dạ. ta sang Việt Nam định cư nhiều, người ta làm ăn buôn bán, người ta bán quán, người ta làm TikTok, làm YouTube nhiều chứ, có một cơ quan biết thì Tại người Nhật em ta hồi sang trước Việt Nam nhiều chứ. em làm cho công ty Nhật mà. Để cho anh nói chứ người có gì cơ quan thêm mà người Nhật ta sang Việt Nam ở, không phải là Việt Nam sướng hơn họ, nhưng Việt Nam lối sống nó chậm hơn, ăn uống nó rẻ tiền hơn, với người Việt Nam cũng quý người nước ngoài nữa. Cái văn hóa hóa Việt Nam nó hợp với Nhật Bản thì người ta sang nhiều lắm. Tuy lương Việt Nam thấp rồi nhưng mà cuộc sống giá rẻ là rẻ hơn, nhà cửa các thứ ăn uống là rẻ, cuộc sống nó chậm rãi hơn bên Nhật. Châu Á đó. Châu Á là Việt Nam mình là dân Nhật nó qua nó ở đông nhất, tính Đúng toàn ở châu Á rồi, hết luôn á. đúng rồi. Dạ. Mấy trong cậu cái chuyện hạn nhưng thực tế là người Hàn Quốc, người Nhật Bản ở Việt Nam rất nhiều. Nó đi vậy. Du học sinh của Lào với của Campuchia sang Việt Nam còn học nhiều hơn Trung Quốc. Người Việt Nam nó ít thì Tính nhiều. ra anh Thơ Quang với anh Thơ Quang với anh Chu Phan biết người Nhật chỉ ở Việt Nam á, người Nhật mà sống ở Việt Nam đứng hàng thứ mấy trên thế giới không? Đây, đứng đứng đây không đứng biết thứ người hai, Hàn Quốc là mấy trăm đứng ngàn đứng người. hàng thứ hai chỉ sau nước Mỹ thôi đó, kinh không? Sang nhiều lắm. À, Dân thường qua người Việt bán Nam tên sao mà Nam nó bán quán nó sống được, sinh qua Việt sống Nam mình rồi. để hợp tác lao động là đi làm gì đây mà kinh thế không? Đúng rồi, sang đông như Hàn Quốc vậy, là Đứng thứ Hàn hai Quốc chỉ sang sau Việt Nam đứng hàng nó người mà mấy trăm ngàn người ở Việt Nam luôn, lấy vợ lấy con ở Việt Nam luôn, mà định cư Việt Nam luôn đông nhất mà. ở Thế thành chỗ phố Hồ Chí cậu Minh, cũng lớn rồi. trong thành phố cũng có nữa, Vũ Thần. Nhưng mà người Hàn Quốc á, họ có cái hay này nè, làm gì làm không biết nha, nhưng mà bất cứ vụ nào mới qua là tụi Hàn Quốc nó có một cái group trên Facebook á, hoặc trên Zalo luôn, để giống giống như là của mình mà hay gặp gọi là hội đồng hương á Đúng đó, rồi. nó giống vậy á, rất là lớn, là nó nằm trong cái group đó, là mọi vấn đề là gì á là tụi nó sẽ là chỉ bảo với nhau ở trong cái group hết. Ngày trước á, Hàn Quốc cái phong trào lúc mới qua mà nó nổi cộm á là gọi là khu K300. Khu K300 là ở đường Cộng Hòa ở Việt Nam biết không? Đầu đường ra sân bay á. Phạm Văn Hai vòng vòng khu vực đó đó, là khu nguyên cái khu đó, đó là toàn là người Hàn Quốc không. Sau này tại vì do kinh tế phát triển á, thì họ mới phân bổ đi rất là nhiều nơi. Rất là nhiều nơi, nhưng mà đặc biệt sau này là gần các khu công nghiệp á, công nghiệp lớn á, là nó luôn luôn có một cái khu nào đó không phải dành riêng, tức là họ cảm thấy là họ thí dụ như người Hàn Quốc nó qua nó mở quán ăn, nó mở cái gì đó, tức là nó gọi là hệ sinh thái đang theo ngoài ra, hiểu không? Thí dụ nó biết là việc người Hàn Quốc qua Việt Nam làm ăn nhiều nè, thì đâu đó cũng có những người Hàn Quốc đi theo để làm gì, qua bên đây là bắt đầu thuê mặt bằng, hoặc là có thể là Làm ăn buôn thuê bán. chỗ để mở ra là để phục vụ cho người Hàn Quốc. Nhật nó cũng vậy.
Nhật thường thường cái khu mà gọi là nó ăn uống ăn chơi, mình gọi chung là ăn chơi, thì cái khu Lê Thánh Tôn chắc Việt Nam biết rồi, Biết anh. khu đó Việt Nam biết rồi đó, Khu cho đó nên nhà hàng Nhật lâu được lắm hàng có đồ nhiều lắm. đó. Rồi bây giờ thì nó hầu như là tập trung nhiều á, mà Hàn Quốc nè, Nhật nè, rồi Tây cũng có nữa, là cái Đúng khu rồi, ngay đắng. ngay ngay cầu Nguyễn Hữu Cảnh á, Đúng rồi. ngay cầu Nguyễn Hữu Cảnh á, là bên phố phường 19 Bình Thạnh á, Anh ở Vũ nhiều Phú lắm. Thuần biết, anh Vũ Phú Thuần biết người Hàn á, cái khu mà tập trung mà người Hàn Quốc đông nhất ở Việt Nam á là khu Mỹ Đình á, Mễ Trì Hà Nội, ở quận Hà Người Nội là khu người Mỹ Đà Đình Mễ Nẵng nữa, Trì đâu đó đó là Hàn đâu Quốc. có đúng rồi rồi anh. rồi trong Đà trong Nẵng, Sài Đà Nẵng nhiều trong đúng rồi, dạ Sài trong Gòn Sài ba trung tâm trong Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh á là khu Phú Mỹ Hưng đúng rồi. đó, là người người Hàn tập trung đông lắm. Em về đó em đi em thấy mà em biết mà. Đúng rồi, ta sang sinh sống ta mua nhà ta ở luôn đấy, ta ở Đơn tại Việt giản Nam mà. thì nói chung là Việt Nam thì không hiện đại bằng các nước, nhưng Việt Nam nó lối sống chậm hơn, Em nó chậm hơn, người ta dễ sống hơn. Đúng về rồi, Việt Nam em ngồi em muốn cà phê ở quận 7 á, em ngồi em nói chuyện với mấy người Hàn ở đó đó, ngồi nói chuyện chơi thôi, làm quen á, mình hỏi tại sao lại thích về Việt Nam sống như vậy vậy. Thì có người thì về Việt Nam làm ăn, họ đi làm đó anh, họ đi làm cho công ty Hàn Quốc đồ này kia, thí dụ như chồng được qua bên đó làm cái gì gì đó, rồi cái đem vợ đem con qua ở ở có chế xong độ rồi á, cái có chế độ ở cho mang theo. qua ăn theo rồi xong cái ở được cái là ở đó luôn anh, sau này không còn làm, không thấy thay vì tới lúc mà phải trở về nước rồi người ta không về, người ta thấy Việt Nam ở được. Người ta nói nào là Việt Nam là con người Việt Nam thân thiện dễ mến rồi ha, chi phí thấp rồi ha đó, rồi nhiều cảnh quan đẹp đồ này kia, hòa bình an toàn, văn hóa văn huyết đồ này kia, mọi thứ chút chút vậy, cái là người ta quyết định người ta ở lại đó. Có rất là Đúng nhiều rồi, nhiều người người ta ở lại, chồng vẫn đi làm cho mấy công ty nào mà của Hàn Quốc vậy thôi, cái là người ta sinh sống ở Việt Nam luôn, rồi cái lâu lâu cái đưa vợ con về Hàn thăm gia đình đồ vậy đó, giống như qua Việt Nam định cư luôn vậy đó đó, đông lắm, cả hơn 100.000 người luôn á. Cộng đồng Hàn Quốc ở bên Việt Nam mình còn đông hơn Nhật nhiều, Nhật là còn mấy chục ngàn chứ. 300 ngàn người Hàn Quốc, Việt Nam 300 ngàn người, vừa sang công tác vừa sang định cư, với trăm người cơ mà, sang đông lắm. Đúng rồi, Việt Nam mình đấy cái gì đó nó cũng Mỹ nó giống về như Việt bà, Nam lắm. Đúng rồi, nó về Việt Nam nó ở, nó có mấy người Việt mình. cũng giống bà Khánh Ly thôi, muốn làm phải không đó, cũng là trước đây cũng to mồm to còi lắm rồi, có con cộng sản là không về, con cộng sản tôi không về Việt Nam, mẹ giờ về thì sao, về giờ tôi hát thêm bài gì rồi mới kêu gọi, mới gọi đầu đi, gọi đầu đi rồi mới cười, mẹ cười đau ruột cái bà đó, thì mẹ Rồi đầu nhảm ơi, cái lời bài chả hát còn hát cái gì vừa gì ra nữa, không, cái thật tên ra tuổi cái lời bài hát không là mình thấy tất cười rồi, mình thấy đủ với dị hợm rồi, mẹ mà thêm con mụ đó rồi lên rồi mới chịu hát cho nó thêm cái lời bài hát đó nữa thì thôi, bà nó quỳ lại luôn, riết gội rồi đầu đi khổ rồi quá, cái làm đầu cái gì, tròn ba cái tròn rồi cái đầu nhưng mà thiệt cây cú cuồng si. Cái đầu cây cú cuồng si là chửi mấy bao que chứ là chửi đúng không, ủa cái đầu, cái đầu cây cú cuồng si mà không chịu nó gọi đúng mày, nó chửi chửi mấy bao que chửi ai rồi, cái thứ cây cú cuồng si rồi bốn năm chục năm nay rồi anh cơ quan coi lại coi cái đó bà hát ở Việt Nam hay là ở bên Mỹ hả? Ủa mình thấy cái clip mình thấy cười đúng quá, mình thấy cái clip nó đủ nó vậy nó hợp mà đủ đứng hát rồi cười làm như chưa từng được hát mẹ đứa Chửi bà bái que đúng rồi chữ đó. bao que chữ ai mẹ ôi cái đầu cây cú cuồng si gì rồi gọi đâu gọi đâu gọi gì gọi đâu mẹ. Ở đây cho anh nói là cứ hình như Việt kiều nào cái yêu nước Việt Nam mua đất mua nhà là người ấy là yêu nước và người ấy là giàu, tại về Việt Nam bỏ năm mấy năm trước bỏ số tiền rất ít nhưng mà quanh quanh vài năm nó bằng mẹ cái nhà bên Mỹ, nên đa số Việt kiều ta trúng mánh về về Việt Nam nhiều lắm, chả biết là anh em
anh em thằng em Việt thì thế nào, có mua đất Việt Nam chứ, nhiều người Việt Kiều về mua đất Nam nhiều lắm. Việt Kiều Đông Âu đa số là gửi Việt Nam mua đất rồi. Có thơ quan ạ. Và Việt Kiều Đông đa số là bao nhiêu người Việt Nam mua đất mới nhiều. Thế là Việt Kiều Đông Âu trong vậy ta nhanh giàu hơn Việt Kiều nước tư bản ở chỗ đó. sướng thế mà thì không 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 cho nên tại sao có nhiều trường hợp thật sự nha, em nói những bà Việt Kiều á, khi mà họ bên đó họ làm bên Mỹ á, họ bắt đầu họ nghỉ hưu rồi đó, về định cư Việt Nam cũng hơi bị nhiều Về nhiều chứ, có phải nhiều chứ, rất thế, nhiều người dự kiến về Việt Nam nếu có về, đúng rồi. chẳng qua người ta không ồn ào, người ta không muốn lên không gian mạng thế này thế nọ thôi, chứ còn nó mà nó hỏi ra đầy Đây luôn. nhiều lắm dạ. anh, đông lắm. AQ với Van Nam Nguyễn với mấy người chống cộng ấy, rồi như vô thế nào chống cộng mà em nói già thôi chống gì nữa. Dân Việt Nam nó chả nghe, nó chả theo, chống chán thì nói chán thì lời mình nói là rút lại lời mình chứ ai nghe rồi thay thôi chứ như anh bạn Lý rồi anh đâu chống cộng bây giờ anh bỏ rồi, như ông Sơn Hà Lan anh bỏ rồi, một số người như trẻ trẻ sau này anh em như em Hình Trần thì một số người nó bỏ rồi đấy, Tô Mì tôi biết rồi, rồi Đông Tà bỏ hết rồi, bỏ quay về hết rồi. Dần dần người ta bỏ hết vì chống có được cái gì đâu, chỉ mất tiền không, cứ để tôi trong nước nó bắt sữa lấy tiền này chúng chán trả được cái gì. Riết mấy ông từ từ mấy ông nhìn ra đó, mấy ông đó là thấy được rồi đó. Cứ nghe mấy ông kia, anh thấy ông có ông nào mà chống mà thành công ra hồn vía được cái gì không? Không có được một cái gì cả. Rồi Không biết từ là Việt Nam thì có hay về Việt Nam không, tôi biết chứ có thưa quan biết này, ở Việt Nam bây giờ thu nhập 1-2 ngàn đô là thường tình, mà 1-2 ngàn đô là thì ở Việt Nam là bằng mấy ngàn bên Mỹ rồi, không thoải mái rồi. về em về nhiều lắm anh, em về rất là nhiều, em biết bà Ngày con em xưa từ ấy, bên đó đông lắm. đúng rồi, ngày xưa anh chị em mình sang Mỹ những năm 90 ở Việt Nam bố làm được lương tháng được 100 đô là to lắm rồi. Đúng không? Thưa Quang biết ngày Em xưa anh nhớ cái thời anh còn đang thanh niên cách đây 20-30 năm, cứ ai làm một tháng được sắp được chỉ vàng là giàu lắm rồi. Ai làm một tháng được khoảng 100 đô 200 đô là giàu lắm, nhưng bây giờ 100-200 đô ai mà làm. mấy ông Đó. Việt kiều á thì cũng có nhiều thành phần, nó như thế này cũng vui. Đúng rồi. Bây giờ không còn đổ được nữa, giống như là bây giờ thấy cái truyền thông này, giờ hai bên giống như là bên nào cũng biết nhau quá rành rồi, quá rõ Nó rồi, đúng không ra có vậy nơi nè, còn che giấu nó được đúng ra nữa, vậy nè, thì cái gai. nó trắng phơ ra, trắng phơ ra tụi này chống cái gì, mẹ nó chẳng qua nó dựa chiêu bài đó để nó lừa cái tụi bay qua cái mình nói xin lỗi, nó lừa những người gọi là có hoài niệm về Việt Nam Cộng Hòa để nó lấy tiền của người ta thôi, Đúng ngu rồi. bỏ mẹ, tức là Rồi. chống đúng ra không, chống cộng thì chúng ta hiểu nôm na đó là gì, là phản động đúng không, Đúng rồi. đúng không, mà thấy có phản động nào ngu mà lên mẹ công khai bu lô bu loa trên không gian mạng cho cộng sản biết là nó thằng chống cộng không, vậy cuối cùng nó chống được cái gì, đúng Đúng chưa không? Chống đi xin đó. tiền đúng Mẹ ngày xưa người ta làm thì mẹ gọi là bí mật âm thầm thế này thế nọ còn chưa ăn thua nữa, mẹ mới bố rồi mẹ, trong khi đéo có cái gì trong tay, mở cái YouTube lên, mở cái Facebook lên, tao là thằng chống cộng triệt để, chống cái bả cha tụi mày, chống chống mẹ ngu bỏ mẹ, chống mở miệng ra thấy mày biết mẹ chống cộng chống cái gì, bây giờ kêu gọi đúng là không? âm thầm thì chả ai biết ông là ai ở đâu, thì làm sao mà người ta cho tiền. Ủa bây Đó giờ phải ra mặt, mà phải ra mặt thôi chứ thì sao. đó thì chính như vậy mới càng thấy cái khốn nạn của những thành phần đó, đó là gì, tụi đó mới là chính thành phần mà gọi là ăn trên xương máu của đồng bào á, ra công nhận không Nhiều người dạy ghê, quá tinh, đúng rồi. Anh thấy đó, bây giờ đâu có đến anh lừa người thấy ta. cái đám, anh thấy cái đám mà ở bên Cali, cái đám gì Đào Minh Quân gì đồ này kia cái nọ, trong cái đám đó có mấy bà già, có mấy ông mấy già lớn tuổi rồi, giờ này mà nó còn tính là gì rồi, quốc công này quốc công nọ, rồi vua này vua nọ, rồi đi gì đi Đem quân thư đội kiện về Trung thư kiện Trung mà Quốc rồi đem nghe đem quân lời đội về để cha lật đổ cộng sản. nghe cái chữ
chuyện nó giống y như là chuyện cổ tích chuyện hai vậy đó mà anh thấy không? Ê, anh bỏ trả này đổ tiền đến hiện việc ra ai chứ không biết Đào Minh Quân nó có mở livestream không, mà nó mở livestream nó không biết nó có cho lên nói chuyện với nó không, mà thiệt nó mà mở livestream rồi á mà nó cho lên đó. Ồ, anh lên nói chuyện với bà Minh Quân, anh khoái lên nói chuyện với Đào Minh Quân. Thiệt đem quân đội về, ok mà cũng mong lắm á, mong đem quân đội về lắm, nhưng mà đừng có mang quân đội quả quân lực hàng tư về nha. Đừng có mang quân lực hàng tư về, má mất công gì mất mặt cái không làm gì đó. Quân đội Facebook à. À, thiệt tình đó, thằng đó thằng tâm thần chính trị nhưng mà đâu phải cũng lừa mẹ của nó, nói chung là lừa hết, toàn là bộ quá toàn lừa đồng bào hết. Nói thiệt, nghĩ ra cũng tội cho mấy bác mà đủ lớn tuổi bên đó, mẹ có mấy đồng lương welfare hay đồng tiền welfare gì đó thôi để dành dụm đủ để cho con cho cháu đi hay làm cái gì nó ý nghĩa giá trị đi, mẹ nghe lời mấy thằng này mẹ cúng hiến cho tụi nó làm cái gì không biết. Nhưng mà mình biết không, nói đi thì cũng nói lại, cái tuổi trẻ thì nó khác, tuổi trẻ nó chả biết mẹ gì, nó cũng nghe rồi nó cũng lu su bu tí, rồi còn mấy ông bà già đó thì sao, nó buồn quá. Đúng rồi, má mà không gì làm quá, lâu lâu có cái không có thèm, gì làm thèm, con cháu nó gọi đi là làm. Thèm thèm nghe tiếng người, con cháu nó đi con cháu thèm nghe tiếng người, thèm được giao dịch bằng tiếng người. Rồi xong rồi lâu lâu mới quớ được kiếm được cái hội này hội kia rồi đi gia nhập đồ này kia, đồ mẹ vô trúng ngay cái hội má nó truyền toàn là ba cái chống cộng hay này kia cái nọ đó, riết thì cũng nó bị lậm luôn, người tin nó chứ sao giờ, đầu óc ông bà nào mà vững chắc tí xíu thì đỡ, thôi tao dẹp tao đéo đi nữa, còn thể mà đầu óc ông bà nào mà yếu bóng vía tí thì đâu mà bị nó hốt về nhà kiếm tiền đem vô đóng cúng cho tụi nó. Khổ vậy đó. Nhưng mà nói gì vậy thôi, chứ nếu mà thực sự mà nghĩ tới một ngày nào đó mà cái cộng đồng cờ vàng nó không còn á, má cũng buồn lắm việc ra. Chắc anh bỏ Facebook. Bỏ đi thôi. Bỏ Facebook tuyệt, đúng không? Chơi Facebook chẳng qua lên đủ có mấy cộng đồng cờ vàng ngồi có kèo để rồi quá khè cho nó đỡ buồn đó, chứ mà nó không còn nữa thôi, chứ mà đóng Facebook luôn. Giỏi chơi Facebook. Ha Facebook. Giống như về tuần toàn ha. Giống như giờ ngược lại đi, giờ không có cộng sản cộng xiết gì nữa, cái là mấy cái thằng mà mấy thằng nghiện, thằng trộm gà trộm riết gì rồi thằng gì gì đó, mấy cái đám Trần Nhật Phong, Trần Nhật Phèo chứ hả, nửa dòng trái dứng nửa, gì đó nửa dòng trái đất hả, nửa dòng trái đất TV đen riết phạm hả, đen riết phạm nó thất nghiệp hết rồi cũng buồn. Ấy cái thằng Đại Lý Phạm giờ này có vẻ vừa ra, cái thằng Đại Lý Phạm giờ này có vẻ như nó bớt to mồm phải không? Từ em nói thật không xem mới được lắm rồi, em không có nghe. Lúc này em cũng chả có vô nữa rồi, mấy cái quỷ đó, em riết em nghe em chán, em cũng chả có vô nữa. Tiêu rồi đủ dũng đủ giết gì, ôi trời. Rồi cái thằng ma chuyên môn lấy báo gì, báo đảng, báo nhà nước ra đọc hả? Đúng rồi, giờ không có báo đó, cái là tụi nó chết liền, chết nhăn răng luôn. Nguyễn Đạt hả? Toàn Đạt tài xế vậy hả? Nào anh nói nhau, Đạt tài xế thằng nào? Thằng Nguyễn Đạt gì hả phải không? Nguyễn Đạt. Nguyễn Đạt tài xế từ nay cơ. Con thằng, con. Ở Việt Nam, em hay là ở Mỹ? Mỹ. Ở Việt Nam. Em biết, đâu? Biết, Đạt em gì biết, ở Mỹ mà Đạt. Anh Đạt Trần hay Nguyễn Đạt gì đó. Việt Nam có thằng Đạt lái xe container cũng tên là Đạt. Em chả biết. Mỹ có. Mà anh nói thưa quan đây, mấy ông bây giờ ở Mỹ ông chống cộng có phải ông giàu đâu? Có gửi Việt Nam cái có việc gì gửi 500 đô, quyên góp mãi được 500 đô mà. Có giàu có gì đâu? Cái đám chống chiếc đó, có thằng nào ra hồn không? Thì mới vậy. Dân có gì gửi về hai ba trăm đô quyên góp mãi mới đủ mà có tiền đâu mà mày là chống cộng khoe ta đây giàu cứ chơi trong nước người nghèo chứ có cái chó gì đâu.
Sao không anh ơi, quá bên này thì đi làm như con cù ở đây, còn là bà sao bà đía không. Rồi nó mấy thằng anh nó anh đã nói rồi, anh nói nếu ông Trung Cộng về ông giàu thì vui lên, với lại chú Viễn Du bên này đẩy tiền không có đâu, lâu lâu nó rót cho 100 đô, đừng làm gì 200, đừng 100, lâu lâu nó rót nó cho vài chục đô, 100 đô có vậy, có đồ nhiều. Nếu mà Kiều Oanh á, Đặc Nguyễn ở Mỹ, Đặc Nguyễn ở Mỹ này là chắc cái thằng ở bên Minnesota gần nhà của bác Cầm á, con đó sau này đều mà nó cứ nó thì thấy đau khổ. Thằng đó là một, còn mấy thằng nữa cứ tối ngày coi mấy cái video clip mà của mấy người Việt Nam mình, thí dụ như là người Việt Nam Việt Kiều ở Mỹ nè, đi về Việt Nam chơi rồi cái kể là Việt Nam mình lúc này phát triển này nọ hay là này kia kia nọ gì đó để dập thôi. Hay là những người ở Việt Nam đi qua Mỹ du lịch rồi thấy sự thật bên Mỹ là có homeless, homeless hay là chỗ này dơ, chỗ kia hôi hay vậy đó, cái là nó móc ra. Ủa mà tối ngày nó sống mà nó chỉ canh những cái người đó để giống như là nó rửa sạch cho nước Mỹ của nó, phải không? Nó không có muốn ai là nói ra được cái sự thật. Mẹ nó, người ta thấy sao người ta nói vậy là nó rình, nó đem cái video về nó phân tích ra, nó chửi người ta. Ô mà coi như nó lãng đó, coi như là nó lúc nào nó cũng nói nó là sống ở một cái đất nước nè dân chủ nhất thế giới nè, một cái đất nước văn minh nè, dân chủ nè, là tự do ngôn luận. Mà cứ hãy người ta ai mà bên Việt Nam đi qua đây đi chơi thấy ô chỗ này sao có homeless, ô sao chỗ này cũng hôi nè, chứ đâu có gì đâu, là nó dập liền, nó không cho người ta nói đó. Tụi nó là vậy đó. Riết em nói vậy mà thiệt. Vậy mà tụi nó không có la là tự do ngôn luận đâu ha. Đó với mèo. Đó bà ngồi đó với đấy mới bà qua chị tức cười thấy thiệt, thì lúc đầu tức nhưng mà vì sau này bắt đầu tức cười. Đủ chứ không có tức nữa. Ừ. Không có tức nữa, đủ có tức. Ở mấy bà ngoài chán mấy bà ngoài thì cái kiểu vậy đó. Ồ mà còn tự do người ta nói sự thật của người ta ra. Ồ má tiếng trước tiếng sau cái là mày tao liền. Tiếng trước tiếng sau cái là mày tao là chửi liền. Thua đưa văn hóa rồi ở văn minh ra mấy chục năm gì ra là qua mày tao là chửi y xèo lên liền. Anh thấy không? Giống như người ta nói là có tịch rục rịch á. Nó mà thấy ai nói cái gì không đúng sự thật theo ý nó cái là bắt đầu nó chửi với nó mày tao liền, nó chửi. Kiểu nó vậy đó. Và nó nghe chửi.